Xin chào tất cả các anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Hoa Lan Trần Khương. Trong cái video hôm nay em sẽ cập nhật cái tình hình chậu lan dendro bị thối rễ, cắt rễ và trồng lại. Thì cái video cuối cùng em cập nhật cái tình trạng là 12 ngày trước, thì hôm nay rễ của cái lan dendro này nó đã đi xuống giá thể rất là nhiều, rễ ra cực kỳ nhiều và khỏe. Những cái rễ cọng rễ rất là to, đầu xanh nó kéo dài nha anh chị, đầu xanh nó kéo dài. Và như anh chị cũng nhìn thấy trước mặt á, thì em cũng có đặt hai cái túi phân kích rễ cho cái chậu lan này, đồng thời nó cũng giữ ẩm cho cái chậu lan này nó ra rễ nhanh hơn và nó nhử cái bộ rễ nó sẽ ra nhanh hơn nữa nha anh chị. Đây đó, thì em sẽ đặt hai túi này xa gốc ra tí xíu như thế này nha anh chị. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ thêm cách mà sử dụng phân thuốc tiếp theo cho cái chậu lan này nha anh chị. Thì cái video trước á, thì em có chia sẻ cho anh chị là cái lần cuối á, là phun 20 đều, 20 đều, phân 20 đều với lại B1 và một ít Antonit. Đó thì em đã phun được một lần 20 đều, do em không có thời gian nên em chỉ phun được một lần 20 đều thôi. Đó thì em cũng để cho nó phát triển tự nhiên. Như cái cây ở trên thân này, cái rễ mới thì nó cũng đã ra nè anh chị, rễ mới cũng đã ra nè, và những cái rễ cũ của nó bị thui đen đầu rễ thì nó cũng đã ra cái đầu xanh đó và vẫn phát triển rất là tốt nha anh chị. Cây hầu như là không rớt thêm lá nào nữa, không rớt thêm lá nào nữa nha, và cái mầm gốc này nó vẫn phát triển nè. Rồi em xin vào cái vấn đề chính ngày hôm nay nha. Thì cái phân tiếp theo á, thì em chia sẻ cho anh chị là anh chị sử dụng, có thể là sử dụng đạm cá và rong biển, anh chị kết hợp lại nè đó, và anh chị phun cho cái chậu lan này nha. Đó, nó được cái bộ rễ khỏe như thế này rồi và nó đang có một cái mầm gốc nữa, nó đang có một cái mầm gốc ở đây đang lên mầm gốc nè anh chị. Đó thì em sẽ chia sẻ tiếp cái chu kỳ phân này, đạm cá rong biển ha, anh chị sử dụng này dùm em, tại vì nó đang có mầm gốc á. Thì cái cặp đôi này á, nó sẽ vừa nuôi dưỡng cái mầm gốc nè, nuôi dưỡng cây, cung cấp dinh dưỡng, cung cấp đạm cho cái cây của mình đã phát triển nè. Nhất là cây đang có mầm gốc và đang phát triển ngọn, cái đạm cá này nó sẽ giúp cái cây có tình trạng em vừa nói trên ha. Và tiếp theo là cái rong biển này. Rong biển này thì nó sẽ giúp cho cái rễ của mình nó sẽ tốt hơn, nó sẽ dưỡng rễ nha anh chị. Cái này là dưỡng rễ chứ không phải là kích rễ nha. Đó, cái rong biển này là dưỡng rễ, như nó ghi là tốt rễ đẻ nhánh. Tốt rễ ở đây á là nó sẽ rễ nó sẽ tốt lên nha anh chị. Đẻ nhánh là sao? Nhiều anh chị có suy nghĩ là đẻ nhánh nghĩa là cái cây lan của mình nó đẻ nhánh, nhưng mà không phải. Rễ đẻ nhánh nha anh chị, đẻ nhánh ở đây nghĩa là cái rễ của mình nó đẻ nhánh. Anh chị kết hợp hai loại này anh chị phun ha. Thì liều pha thì mỗi loại 1C đi, đạm cá 1C và rong biển 1C, anh chị pha cho 1 lít nước nha, anh chị phun cho chậu lan. Và sau 7 ngày á, thì em khuyên anh chị nên sử dụng cái siêu canxi hoặc là canxi bo. Đó, anh chị có loại canxi nào cũng được. Đó, anh chị phun cho cái chậu lan này ha. Sau 7 ngày anh chị phun phun đạm cá rong biển xong á, thì sau 7 ngày anh chị phun cái canxi vô nha, đưa canxi vô để giúp cái bộ rễ nó được tốt hơn, nó ăn phân được nhiều hơn và cọng rễ được mập hơn và to hơn nữa nha. Thì nói chung là cái đó thì nó sẽ giúp cái giúp chậu lan của mình nó nhanh phục hồi cực kỳ luôn nha anh chị. Sau cái video này, qua ngày hôm sau thì em sẽ phun cái bộ đôi này cho toàn bộ vườn lan của em luôn nha. Tại vì ở trong vườn lan của em thì đa số là nó những chậu lan nó cũng đang có mầm gốc như thế này, nó đang phát triển ngọn đó, những cái ngọn cũng đang phát triển, thì nói chung là nó sẽ phù hợp cho tất cả những cây lan có trong vườn của anh chị nha. Trong vườn của em rất là nhiều loại lan, cũng rất là nhiều những cái giai đoạn phát triển khác nhau. Đó, như những chậu kiếm này cũng vậy nè anh chị, cũng đang có mầm gốc và em muốn dưỡng rễ đó, thì anh chị cứ sử dụng, và em cứ sử dụng cái bộ đôi này. Và đó, đây đây là những chậu lan đó, rễ cũng ra rất là nhiều, thì em đưa cái bộ đôi này vào thì nó sẽ giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và nuôi dưỡng cái bộ rễ cho những cây lan và những và cái vườn lan của em. Và em cũng có trồng những nhiều loại cây khác nhau trong cái vườn này,
Tại vì em chơi theo dạng là đam mê và em muốn chia sẻ cái kinh nghiệm chăm sóc lan và sử dụng phân thuốc cho nó hợp lý cho anh chị được tham khảo, và anh chị có thể là biết cách sử dụng phân thuốc cho nó đúng hay anh chị. Đó thì đây. Đó. Thì những cái loại cây này thì em có làm video hướng dẫn cho anh chị cách trồng lan vào cái giá thể bằng xơ dừa như thế này nha. Thực ra cái xơ dừa này khi mà anh chị trồng cây mới vào á, cái bộ rễ như thế này á thì nó phát triển rất là mạnh nha anh chị, lớn rất là nhanh, nhất là cái bộ rễ của nó. Nhưng mà nó có nhược điểm về cái xơ dừa này thì tầm khoảng 6 tháng tới 1 năm, tùy theo cái xơ dừa già hay là xơ dừa non nó sẽ mục nha anh chị. Thì anh chị cứ canh theo cái thời gian đó, ví dụ như là 6 tháng nó sẽ mục thì anh chị cứ 5 tháng là anh chị thay cái giá thể mới giúp em nha. Và anh chị có thể là đổi sang giá thể là vỏ thông hoặc là bằng than. Đó thì em sẽ, nếu như mà em trồng ươm cây như thế này, trồng cây như thế này, em sẽ ưu tiên cái thằng xơ dừa này nha anh chị. Đó, khi mà nó lớn rồi và thắt ngọn rồi á thì lúc đó mình sẽ thay giá thể mới cho nó nha anh chị. Rồi em xin nhắc lại cái liều sử dụng phân bón nha. Thì đạm cá là 1C, rong biển là 1C, em chị pha cho 1 lít nước nha anh chị. Và sau 7 ngày thì anh chị phun thêm cái siêu canxi hoặc là canxi bo. Đó, hoặc là anh chị có thể là nhìn vào cái thành phần của nó đây, nó có CA, CA là canxi nha anh chị, B là bo. Đó, anh chị có thể là nhìn vào những cái thành phần như thế này nha. Thì những cái gói mà siêu canxi như thế này á, thì thành phần canxi nó rất là cao nha anh chị, này canxi tới 12.5%. Cái N ở trên á là nitrat, nitrat á là nó là nitơ nha anh chị, nitơ là đạm á, đạm là 7% như thế này. Thì từ trước tới giờ thì em vẫn sử dụng cái gói siêu canxi này, nó rất là dễ sử dụng và nó rất là hiệu quả nên em sẽ sử dụng cái siêu canxi này. Cái này là dạng nước thì nói chung là pha nó rất là dễ tan nha anh chị. Rồi đó, đơn giản vậy thôi anh chị. Đó. Thì sau cái lần mà em phun siêu canxi xong thì em sẽ cập nhật cái chậu lan này tiếp theo nha anh chị. Rồi video tới đây thì em xin kết thúc và hẹn anh chị ở video tiếp theo. Anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh thì anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký nha, và anh chị nhớ bấm vào nút like để giúp em có động lực ra những video chia sẻ cách chăm sóc lan cho anh chị nhiều hơn nha. Rồi em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị.